Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự tối thứ năm, ngày 3 tháng 6 năm 2021 của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Trong chương trình thời sự tối nay có những tin đáng chú ý sau đây. Lâm Đồng nâng cấp cơ sở hạ tầng nông nghiệp. Trồng thành công loại ớt đắt nhất thế giới. Tiếp tục triển khai thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 xâm nhập vào địa bàn. Cảnh giác thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản sử dụng công nghệ cao. An toàn lao động gắn với lợi ích doanh nghiệp. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, nhằm đảm bảo đẩy mạnh phát triển nông nghiệp, đặc biệt là nông nghiệp công nghệ cao, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã có quyết định phê duyệt giai đoạn 1 dự án cải thiện cơ sở hạ tầng nhằm phát triển nông nghiệp tại tỉnh Lâm Đồng. Dự án này sử dụng vốn vay ODA của chính phủ Nhật Bản với tổng nguồn vốn đầu tư gần 1.160 tỷ đồng. Với nguồn vốn trên, dự án được triển khai tại địa bàn thành phố Đà Lạt, các huyện Đức Trọng, Lạc Dương, Đơn Dương và Lâm Hà. Dự kiến, dự án hoàn thành trong giai đoạn 2020-2025. Dự án có tất cả 15 tiểu dự án gồm 3 hợp phần. Trong đó, điểm nhấn nổi bật của dự án là trung tâm giao dịch hoa thành phố Đà Lạt sẽ được xây dựng ở điểm cuối của đèo Mimosa, cách trung tâm Đà Lạt 10 km. Điểm giao giữa Đà Lạt và huyện Đức Trọng, gần với huyện Đơn Dương là vùng nông nghiệp chuyên canh rau hoa chính của tỉnh. Thông qua sự đầu tư, dự án cải thiện cơ sở hạ tầng nhằm phát triển nông nghiệp tại tỉnh Lâm Đồng, nhằm cải thiện cơ sở hạ tầng giao thông, thủy lợi, nhằm tạo bước đột phá trong phát triển nông nghiệp tại tỉnh Lâm Đồng, góp phần hướng đến hoàn thành hai trong số những mục tiêu chiến lược phát triển nông nghiệp tỉnh Lâm Đồng, thương hiệu số 1 Việt Nam về rau hoa, cụm sản xuất rau số 1 Đông Nam Á, đồng thời là trung tâm sau thu hoạch cho sản phẩm hoa. Loại ớt nguồn gốc từ Peru có tên là Azi Charabita đang được cho là loại ớt có giá bán đắt nhất thế giới. Trước đây nó đã được một vài nông dân tại Lâm Đồng trồng nhỏ lẻ, nhưng nay nông dân Nguyễn Văn Đạt ở xã Đà Kho, huyện Đà Tẻ là người đầu tiên trong toàn tỉnh trồng với quy mô trên 2 hectare và có đầu ra ổn định. Ớt Azi Charabita là loại cây bụi, mỗi cây có hàng trăm quả nhỏ tròn, thường có màu vàng. Nó nổi tiếng bởi giá thành đắt đỏ, vị cây đặc trưng và những lợi ích cho sức khỏe mà nó mang lại. Giống ớt có nguồn gốc từ Peru, được mệnh danh là đắt nhất thế giới này xuất hiện ở Việt Nam từ năm 2012, nhưng chủ yếu là trồng nhỏ lẻ. Kích thước của giống ớt này chỉ to ngang hạt đậu, có thể dùng để ăn sống hoặc được giã nhỏ thành dạng bột để làm gia vị cho món ăn. Hiện nay, anh Nguyễn Văn Đạt ở xã Đà Kho, huyện Đà Tẻ đã trồng 2 hectare ớt Azi Charabita với năng suất và đầu ra ổn định. Được biết, trồng thử nghiệm từ năm 2018 sau khi mua giống từ Peru về, anh Đạt cũng không ít lần thất bại. Nhưng nay, vườn ớt đã cho sai trái, tán cây rộng, xòe. Hiện 10.000 cây ớt đang cho thu hoạch rải rác. Anh Đạt cho biết giá bán hiện nay trong nước khoảng 4 triệu đồng một ký và có hợp đồng bao tiêu với đơn vị thu mua. Đây cũng là loại cây trồng mới. Ngành chức năng Lâm Đồng chưa có đánh giá, khảo nghiệm nên chưa có quy trình canh tác cụ thể và cũng khuyến cáo nông dân cần tìm hiểu kỹ thị trường tiêu thụ trước khi quyết định canh tác diện tích lớn cây ớt này. Khoai lang là một loại cây trồng phù hợp với điều kiện canh tác của Lâm Đồng và là loại nông sản chiếm thị phần cao trong thị trường xuất khẩu sản phẩm nông nghiệp của địa phương. Vì vậy, Lâm Đồng cần đẩy mạnh sản xuất chế biến để mở rộng thị trường xuất khẩu khoai lang. Hiện nay Lâm Đồng có gần 2.300 hectare sản xuất khoai lang với sản lượng đạt gần 48.600 tấn. Ngành chức năng Lâm Đồng cho biết, trong giai đoạn 2016-2020, tổng giá trị xuất khẩu khoai lang đạt gần 94 triệu đô la Mỹ tại các thị trường Nhật Bản, Đài Loan, Trung Quốc, Singapore, Malaysia và chiếm đến 54% tổng giá trị xuất khẩu rau củ toàn tỉnh. Sở dĩ khoai lang có được vị thế trên là nhờ chất lượng khoai lang Lâm Đồng tốt, cộng với nông sản này có thể bảo quản được lâu, dễ dàng vận chuyển xa và có thể chế biến sâu với nhiều sản phẩm như khoai tươi cấp đông, khoai chiên, snack khoai lang, khoai hấp, khoai nướng và các loại bột khoai lang làm bánh. Để nâng cao thị phần khoai lang xuất khẩu, Lâm Đồng cần tổ chức sản xuất trên diện tích lớn, chất lượng đồng đều, đặc biệt là phải sản xuất giống khoai lang có bản quyền giống, cũng như áp dụng các công nghệ chế biến hiện đại. Thưa quý vị và các bạn, sau đây là thông báo lịch tiếp công dân định kỳ tháng 6 năm 2021. Thực hiện quy định của Trung ương về việc người đứng đầu cấp ủy tổ chức tiếp công dân, Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng thông báo lịch tiếp công dân tháng 6 năm 2021 như sau. Thời gian 8 giờ thứ Bảy, ngày 5 tháng 6 năm 2021. Địa điểm: trụ sở tiếp công dân tại Lâm Đồng, số 3 đường Chu Văn An, phường 3, thành phố Đà Lạt. Thành phần: đồng chí Trần Đức Quận,
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Các đồng chí Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh, đại diện Ban Nội chính Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng tham gia. Nay Tỉnh ủy Lâm Đồng thông báo đến toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động và toàn thể các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh được biết. Ngành chức năng Lâm Đồng tiếp tục triển khai thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 xâm nhập vào địa bàn. Là những thông tin sẽ có trong phần tiếp theo của chương trình. Sáng nay, ông Võ Ngọc Hiệp, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã tiếp nhận số tiền 250 triệu đồng của Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng tỉnh Lâm Đồng, Học viện Lục quân, ủng hộ cho Quỹ phòng chống dịch bệnh COVID-19. Cụ thể, Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng tỉnh Lâm Đồng ủng hộ 200 triệu đồng, Học viện Lục quân ủng hộ 50 triệu đồng. Đây là tấm lòng niềm tin của cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên, người lao động của hai đơn vị, mong muốn được chung tay cùng các cấp, các ngành và người dân trong tỉnh trong công tác đẩy lùi dịch bệnh COVID-19. Tại buổi lễ tiếp nhận, lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã cảm ơn tấm lòng của hai đơn vị đã góp sức đồng hành cùng địa phương trong cuộc chiến chống dịch. Đồng thời cho biết tính đến ngày 2 tháng 6 năm 2021, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã tiếp nhận tổng số tiền gần 22 tỷ 700 triệu đồng từ các cơ quan, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp và nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh cho quỹ ủng hộ phòng chống dịch bệnh COVID-19 của tỉnh. Từ nguồn lực tiếp nhận được, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lâm Đồng đã cam kết sẽ sử dụng đúng mục đích, trong đó ưu tiên cho việc mua vaccine phòng COVID-19 để tiêm phòng cho người dân địa phương. Bên cạnh đó, hỗ trợ mua máy thở, trang thiết bị y tế phục vụ phòng chống dịch, hỗ trợ kinh phí cho những nơi tuyến đầu chống dịch, các khu cách ly, điều trị bệnh nhân mắc COVID-19, trợ giúp cho các gia đình gặp khó khăn bởi dịch bệnh. Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến rất phức tạp, khó lường, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh mong muốn tiếp tục nhận được sự chung tay ủng hộ của toàn thể người dân nhằm tạo nên sức mạnh to lớn để chiến thắng đại dịch COVID-19. Theo lãnh đạo Sở Y tế Lâm Đồng, tính đến 7 giờ sáng nay ngày 3 tháng 6, tỉnh Lâm Đồng đang thực hiện cách ly y tế 1.724 trường hợp, tăng 393 trường hợp so với ngày hôm qua 2 tháng 6. Sở dĩ số trường hợp cách ly y tế tăng hơn so với ngày hôm qua là thông qua các chốt kiểm dịch ở các cửa ngõ vào Lâm Đồng, các địa phương trên địa bàn tỉnh đã tiến hành truy vết các trường hợp đi về từ vùng dịch trước đó, được đưa đi cách ly theo dõi sức khỏe theo quy định. Hiện ngành y tế Lâm Đồng đang tiếp tục triển khai các biện pháp giám sát chặt chẽ về dịch tễ, tăng cường quản lý người từ vùng dịch về địa phương, truy vết, khoanh vùng đưa đi cách ly. Ngoài ra, ngành y tế Lâm Đồng tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa các ban ngành đoàn thể trong công tác phòng chống dịch tại địa phương nhằm ngăn ngừa dịch bệnh xâm nhập vào địa phương. Nhằm tăng cường công tác chủ động phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại các khu công nghiệp, sáng ngày 3 tháng 6 tại công ty Trình Nhi, khu công nghiệp Phú Hội, huyện Đức Trọng, Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức buổi diễn tập phòng chống COVID-19. Tham gia có đại diện các sở ngành liên quan cùng các đơn vị doanh nghiệp ở các khu công nghiệp trong tỉnh Lâm Đồng. Tình huống giả định được đặt ra về một trường hợp F1 tiếp xúc gần với bệnh nhân COVID-19 được phát hiện tại nơi làm việc ở một doanh nghiệp trong khu công nghiệp. Ngay sau khi phát hiện trường hợp trên, đội đáp ứng nhanh của doanh nghiệp đã phối hợp với trung tâm y tế huyện, lập tức hướng dẫn trường hợp F1 này cách ly tạm thời tại công ty. Với việc xử lý tình huống giả định trên đã giúp các đơn vị nắm bắt thông tin, hiểu và có ứng dụng vào thực tế nếu có dịch xảy ra. Nâng cao được cái ý thức vệ sinh cho công nhân, mấy cái vấn đề là phòng chống dịch bệnh cho công nhân để công ty càng ngày càng đi lên hơn. Công ty tuyên truyền thì công nhân sẽ đảm bảo và thực hiện rất là tốt, ví dụ như là đeo khẩu trang, sát khuẩn, rồi chúng ta sẽ cũng làm theo những cái bước như là cách khoảng cách, dạ, rồi ăn uống thì chúng ta sẽ chia giờ ăn ra. Qua cái việc này tôi thấy là đây sẽ được nâng cao cái ý thức của toàn thể cán bộ công nhân viên của công ty. Cái việc thứ hai là sẽ tất cả nhân viên công ty sẽ làm quen được với cái tình huống mà nó có thể xảy ra khi mà có dịch. Việc thứ ba là tất cả các cán bộ công nhân viên của công ty chuẩn bị và chủ động được cái nhân lực vật lực để sẵn sàng ứng phó khi có dịch.
Cũng trong buổi diễn tập, đại diện công ty đã được ngành y tế hướng dẫn các thao tác mẫu thay trang phục cá nhân bằng các trang phục y tế bảo hộ theo quy định nhằm đảm bảo an toàn phòng dịch. Bên cạnh đó, cán bộ y tế đã hướng dẫn F1 kê khai lịch trình di chuyển và các trường hợp tiếp xúc, tức F2, đi đến phòng cách ly tập trung. Đồng thời, các thành viên tổ phòng chống COVID của công ty khử khuẩn toàn bộ khu vực trong và ngoài công ty. Với cái mục đích ý nghĩa của cái hôm diễn tập ngày hôm nay để cho các cái doanh nghiệp trong khu công nghiệp là sẵn sàng nâng cao cái năng lực ứng phó, xử lý các cái tình huống xảy ra trong diễn biến phức tạp của dịch, có phương án cách ly, xử lý các cái trường hợp mà nghi mắc COVID tại các cái đơn vị trong cái doanh nghiệp. Thì qua cái buổi diễn tập ngày hôm nay thì thấy là hầu hết các doanh nghiệp là cũng đã có những cái là tiếp thu để mà về để triển khai thực hiện. Thì với cái đợt diễn tập này tôi nghĩ nó sẽ có hiệu quả. Và chúng ta sẽ cũng mong rằng là các doanh nghiệp sẽ làm tốt vấn đề mà xử lý các cái tình huống xảy ra. Qua các cái buổi diễn tập thực hiện như hôm nay thì anh em đều muốn chỉ ra xử lý vấn đề khó nhất là cái bối cảnh cụ thể của từng công ty một phù hợp nhất với các quy định của Bộ Y tế và phù hợp với điều kiện của công ty. Chứ còn nếu như các anh đã có riêng các cái phòng cách ly có phân luồng, phân tuyến thì cái chuyện đó lại là dễ xử lý hơn. Khó nhất là đảm bảo sự phù hợp giữa hoạt động của công ty, địa hình, hiện trạng của từng công ty, khối lượng công nhân, gia đình họ tập trung hay không tập trung với điều kiện cách ly của y tế sao cho hạn chế thấp nhất, đến mức thấp nhất các cái nguy cơ lây nhiễm ra cộng đồng. Được biết hiện nay 45 công ty doanh nghiệp trong các khu công nghiệp của Lâm Đồng đều có đội đáp ứng nhanh phòng chống COVID-19. Chương trình diễn tập đã diễn ra theo đúng kịch bản và đem lại hiệu quả áp dụng vào thực tiễn. Thông qua chương trình diễn tập phòng chống COVID-19, các đội đáp ứng nhanh và cán bộ nhân viên các đơn vị đã nắm bắt được thông tin, kỹ năng phòng chống dịch cụ thể, từ đó giúp các đơn vị làm quen với tình huống ứng phó nhanh nhất nếu có dịch COVID diễn ra tại các khu công nghiệp như đã từng xảy ra tại các địa phương khác trong cả nước. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, Ủy ban Nhân dân tại Lâm Đồng chỉ đạo ngành giao thông vận tải tỉnh triển khai quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch đối với các đơn vị vận tải hành khách, quản lý khai thác bến xe trên địa bàn toàn tỉnh nhằm ngăn chặn dịch bệnh, đảm bảo an toàn sức khỏe cho người dân, ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự. Vận tải hành khách tiềm ẩn nhiều nguy cơ xâm nhiễm cao, làm lây lan dịch bệnh trong cộng đồng. Chính vì vậy, bến xe liên tỉnh Đà Lạt tăng cường các biện pháp đồng bộ nhằm phòng chống dịch bệnh trong hoạt động vận tải hành khách, phối hợp chặt chẽ với các chủ phương tiện, tài xế, hành khách v.v. thực hiện tốt các biện pháp phòng dịch bệnh COVID-19. Thực hiện theo cái yêu cầu về việc phòng chống dịch thì tại bến xe là luôn kiểm tra bộ phận bảo vệ, luôn kiểm tra nhắc nhở hành khách, lái xe và các cái người dân có nhu cầu ra vào bến phải thực hiện đeo khẩu trang, sát khuẩn ngay tại cổng cửa bến xe, thực hiện đo thân nhiệt đầy đủ và hàng tuần thì sẽ tiến hành phun khử khuẩn để sát khuẩn cái phòng chờ và cái khu vực đậu xe trước bến, sau bến. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo các đơn vị kinh doanh vận tải tạm ngưng hoạt động các tuyến Lâm Đồng, Thành phố Hồ Chí Minh. Riêng bến xe khách liên tỉnh Đà Lạt có 62 tuyến hoạt động trong và ngoài tỉnh, còn có 9 tuyến nữa Đà Lạt đi các tỉnh thành như Bình Phước, Bình Dương, Đồng Tháp, Nha Trang, Vũng Tàu v.v. cũng giảm số chuyến hoặc tạm ngưng hoạt động. Hiện nay chỉ còn khoảng 50 chuyến xe xuất bến mỗi ngày, giảm 2/3 số chuyến so với trước đây. Xe chạy từ Kiên Giang lên Đà Lạt là phải đeo khẩu trang tuân thủ và sát khuẩn và phòng chống dịch. Rồi lượng khách xe chạy một ngày 2 chuyến, bây giờ chạy không một chuyến là lượng khách khoảng cỡ 10-14 người. Tôi là tài xế Phương Trang, chạy tuyến Cần Thơ Đà Lạt. Trong thời gian dịch hoạt động này, công ty cũng có phòng chống dịch đúng theo tiêu chuẩn của chính phủ, là sát khuẩn lấy lời khai y tế của khách hàng đi trên xe. Và cũng mong muốn là cho xe hoạt động bình thường theo những tuyến không có vùng dịch để phục vụ cô bác tới lui cho thuận tiện. Tình hình dịch bệnh diễn ra phức tạp ở nhiều tỉnh thành, Sở Giao thông Vận tải cùng các ngành liên quan triển khai quyết liệt đến các đơn vị hoạt động vận tải, chủ phương tiện, hành khách trong và ngoài tỉnh thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19. Tất cả các loại xe, xe tuyến cố định, xe hợp đồng,
xe du lịch, xe taxi thì đều không được coi như là đón khách từ thành phố Hồ Chí Minh lên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Còn đối với các cái xe mà ở các cái tuyến khác, khi mà có hành trình đi qua thành phố Hồ Chí Minh thì không được đón trả khách ở thành phố Hồ Chí Minh. Các cái xe đơn vị vận tải khách thì nói chung là tiếp tục là thực hiện nghiêm cái vấn đề 5K. Thì phải nói là qua cái công tác kiểm tra thì các cái nội dung về 5K thì cơ bản là thực hiện. Tuy nhiên là trong đó có cái vấn đề là khai báo y tế thì các đơn vị là cũng làm nó còn coi như là chưa đầy đủ. Thì chúng tôi cũng đã có cái kiểm tra và chấn chỉnh và giao cho lực lượng thanh tra là sẽ coi như là căn cứ vào cái kiểm tra thực tế tại các chốt cũng như là qua cái thiết bị giám sát hành trình để kiểm tra cái việc chấp hành của các cái đơn vị vận tải này. Giảm số chuyến, tạm ngưng hoạt động một số tuyến đã gây nhiều khó khăn đến hoạt động của các đơn vị vận tải. Nhưng tất cả đều nhận thức được rằng trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp hiện nay, mọi người cùng đồng lòng, nêu cao tinh thần cảnh giác, nỗ lực vượt khó, chung tay đẩy lùi dịch bệnh COVID-19, đảm bảo an toàn sức khỏe cho người dân và cộng đồng. Người dân cần nâng cao cảnh giác khi nhận được những tin nhắn hay cuộc gọi đáng ngờ và báo ngay cho lực lượng chức năng, tránh hậu quả đáng tiếc với những thủ đoạn lừa đảo trên môi trường mạng. Bộ Giao thông Vận tải đang làm việc với Bộ Tài nguyên và Môi trường đề xuất Thủ tướng Chính phủ các cơ chế đặc thù về nguồn vật liệu đất đắp cho dự án cao tốc Bắc Nam. Hiện nay, Thủ tướng đang chỉ đạo các cơ quan liên quan xem xét đề xuất của Bộ Giao thông Vận tải và Bộ Tài nguyên và Môi trường nhằm tháo gỡ vướng mắc khó khăn về vật liệu cho dự án. Khó khăn lớn nhất hiện nay là thủ tục cấp phép khai thác mỏ đất theo quy định của luật khoáng sản, không khác gì quy trình cấp phép khai thác mỏ vàng, phải trải qua rất nhiều thủ tục. Thời gian ngắn nhất để cấp phép cho một mỏ đất là từ 6 tới 8 tháng, có địa phương còn kéo dài đến hơn 2 năm, trong khi thời gian thi công các gói thầu cao tốc Bắc Nam chỉ có 24 tháng. Vì vậy, chính phủ xem xét cơ chế đặc thù, giao trực tiếp các khu vực mỏ đất nằm trong quy hoạch cho nhà thầu, chủ đất để khai thác phục vụ thi công cao tốc Bắc Nam và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế đối với nhà nước. Đồng thời, chính phủ cho phép sử dụng đất tận thu, cải tạo đất nông nghiệp tại khu vực xung quanh dự án có chất lượng đảm bảo theo yêu cầu kỹ thuật để làm vật liệu đắp cho cao tốc Bắc Nam. Bộ Giao thông Vận tải đang làm việc với chính quyền các địa phương nơi có dự án đi qua để đẩy nhanh thủ tục gia hạn khai thác đối với những mỏ còn trữ lượng nhưng hết hạn khai thác và cấp phép nâng công suất cho các mỏ đang khai thác. Bộ Tài chính cho biết từ nay đến cuối năm sẽ theo dõi sát diễn biến giá cả thị trường, đặc biệt là các loại hàng hóa dịch vụ thiết yếu để kịp thời đề xuất những giải pháp đảm bảo cân đối cung cầu, nhất là các mặt hàng có nguồn cung bị thiếu hụt cục bộ do ảnh hưởng của thiên tai, dịch bệnh và hàng hóa có nhu cầu cao. Bộ Tài chính cũng đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục tăng cường quản lý, điều hành và bình ổn giá cả thị trường trên địa bàn để hỗ trợ thực hiện mục tiêu kép của chính phủ. Cục Quản lý giá cũng sẽ chủ động dự báo, tính toán và xây dựng kịch bản điều hành giá các mặt hàng thiết yếu theo lộ trình của thị trường, nhưng vẫn phải đảm bảo kiểm soát lạm phát theo mục tiêu đề ra. Bộ Tài chính yêu cầu các địa phương phải theo dõi sát diễn biến giá cả thị trường trên địa bàn để kịp thời có biện pháp bình ổn giá theo quy định của pháp luật, nhất là đối với những hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng thiết yếu của người dân, hàng hóa thiết yếu là đầu vào cho sản xuất trên địa bàn như vật tư y tế phòng dịch, các sản phẩm nông nghiệp tại các khu vực bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Sau những đợt lũ lụt cuối năm 2020, đến nay gần 8 hectare đất sản xuất nông nghiệp của hàng chục hộ dân ở thôn Phú Sơn, xã Xuân Quang 2, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên đang bị bồi lấp. Do lượng cát bồi lấp rất lớn, vượt quá khả năng tự khắc phục của người dân, nên đã gần một năm toàn bộ diện tích này không thể sản xuất, gây khó khăn cho đời sống của bà con nông dân tại đây. Cánh đồng gò ổi trước kia là nơi trồng sắn, mía và trồng cỏ nuôi bò của 18 hộ dân thôn Phú Sơn. Sau đợt lũ lớn bị cát phủ lấp với độ dày từ 0,8m đến 1m, vùi lấp luôn cả hệ thống kênh mương thủy lợi nội đồng. Cuộc sống của các hộ dân nơi đây chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp. Không có đất sản xuất trong hai vụ liên tiếp vừa qua, một số hộ dân đã lâm vào cảnh thiếu đói lúc giáp hạt, khiến chính quyền địa phương phải cứu đói. Cái diện tích này nó bồi lấp thì đã ảnh hưởng cho 18 hộ thôn Phú Sơn này rất là khó khăn, hiện nay rất là khó khăn. Thì qua đó thì địa phương cũng vừa rồi thì cũng có cái hỗ trợ một số gạo cho 18 hộ này có cái việc là sinh sống tạm thời trước mắt. Còn phần còn lại thì địa phương cũng tiếp tục kiến nghị với các cấp đỡ mà có cái hướng như thế nào sớm giải quyết cái đất cải tạo này cho bà con nhân dân đỡ sản xuất.
Căn cứ theo luật đất đai 2013, việc cải tạo đất với quy mô và khối lượng lớn phải do Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố cho phép. Với diện tích đất nông nghiệp tại thôn Phú Sơn bị bồi lấp gần 8 ha, khối lượng đất cát khoảng 79.000 mét khối là rất lớn. Ủy ban Nhân dân huyện Đồng Xuân đã có tờ trình gửi Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Yên để lập phương án cải tạo đất sản xuất. Là đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh sớm có cái văn bản chỉ đạo để cho huyện có tiến hành phê duyệt cái phương án cải tạo đất. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai thì trên cơ sở cái phương án cải tạo thì riêng cái lớp cát huyện sẽ tập trung một cái vị trí nào đó để tổ chức đấu thầu. Còn cái bóc tách được mặt đất thì chỉ đạo cho ngành nông nghiệp phối hợp với chính quyền xã Xuân Hai hướng dẫn cho bà con cái vấn đề chuyển đổi cơ cấu cây trồng. Khó khăn nhất lúc này để cải tạo đất sản xuất là lượng cát rất lớn. Để có thể dọn sạch được lớp cát này sẽ phải đầu tư một khoản kinh phí rất lớn. Chính quyền địa phương cấp xã, cấp huyện không đủ nội lực để thực hiện. Trong khi đó, người dân lại đang rất cần đất sản xuất. Chính vì vậy, Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Yên cần sớm có chỉ đạo xử lý việc cải tạo đất ở khu vực này. Hiện nay, người dân sử dụng nhiều ứng dụng trên không gian mạng để giao tiếp, học tập, kinh doanh và mua sắm. Lợi dụng điều này thì các đối tượng phạm tội đã gia tăng hoạt động lừa đảo qua không gian mạng nhằm chiếm đoạt tài sản. Thủ đoạn tuy không mới nhưng vẫn tiếp tục có nhiều nạn nhân sập bẫy. Người phụ nữ này là một trong những nạn nhân vừa bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua hình thức sử dụng ứng dụng công nghệ mà Công an tỉnh Ninh Thuận đang thụ lý giải quyết. Theo tường trình, trong tháng 5 vừa qua, chị nhận được tin nhắn trên Facebook của một người em quen biết, nhắn mượn 2 triệu đồng. Nghĩ số tiền không lớn lại là chỗ quen biết thân thiết, nên chị đã chuyển vào tài khoản cho đối tượng số tiền trên. 30 phút sau, vẫn với hình thức cũ, nhắn tin qua Facebook mượn tiền, nhưng số tiền lần này tăng lên gấp 5 lần so với trước đó. Mặc dù có chút nghi vấn, nhưng chị vẫn chuyển tiền cho mượn. Đến lần thứ 3, khi đối tượng tiếp tục nhắn tin hỏi mượn tiền, chị quyết định gọi điện thoại trực tiếp, sau đó xuống nhà tìm gặp người quen. Khi đó mới biết trang Facebook của người này bị hack. Mọi tin nhắn vay mượn tiền đều do các đối tượng lừa đảo thực hiện. 10 phút sau bắt đầu mới chuyển lại thì bà đó mới hối, mới nói gì còn không cho, cho mượn thêm triệu nữa. Bắt đầu bên này mới giật mình nghĩ lại là ủa sao lại kỳ vậy, bắt đầu mới có hồ nghi, bắt đầu điện thoại thì không được, mới xếp xe chạy xuống dưới, chạy chỗ nhà thì nói là em mới bị hack Facebook, mới vừa hack tất thì luôn đó, thành thử bên này mới biết là được là sự việc là mình đã bị lừa. Xong rồi cái vụ việc đó rồi chạy xuống mới báo cho bên chủ, cho nhà em đó, cho bạn đó, thì hai đứa mới lên công an xã trình báo rồi công an xã mới làm cái đơn, rồi mới lên trên ngân hàng để là gặp nhân viên ngân hàng để kiểm tra tài khoản, đến chặn tài khoản lại. Trước đó không lâu, với phương thức gọi điện thoại, một người dân ở khu phố 2, phường Kinh Dinh, thành phố Phan Rang, Tháp Chàm cũng đã bị đối tượng giả danh lừa đảo tổng cộng 3 lần với số tiền 70 triệu đồng. Tình trạng lừa đảo sử dụng công nghệ cao không chỉ xảy ra ở khu vực thành thị mà còn ở khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa. Theo Công an huyện Bác Ái, từ năm 2020 đến nay, trên địa bàn huyện đã xảy ra 2 trường hợp giả danh người lao động, đi lao động ở nước ngoài, gọi điện thoại về cho người thân ở nhà, gửi tiền vào tài khoản cho các đối tượng lừa đảo. Nhờ sự cảnh giác cao của nhân viên ngân hàng và chính quyền địa phương, nên sự việc trên đã được ngăn chặn kịp thời, tránh thiệt hại cho người dân. Huyện Bác Ái thì cũng có một vài vụ. Thế nhưng mà cho thấy rằng ấy thì tình trạng mà lừa đảo qua mạng ấy thì cũng cho đến thời điểm hiện nay cũng theo tôi cá nhân thấy rằng là đã có sự chuyển dịch từ thành phố đến các vùng nông thôn, nhất là khu vực Bắc Ái, là khu vực bà con đồng bào sinh sống nhiều. Thế thì thời gian vừa qua thì chúng tôi cũng đã phát hiện 1-2 vụ. Qua công tác tuyên truyền của lực lượng công an đối với các cơ quan ban ngành, đồng thời bà con nhân dân ấy thì về phía ngân hàng đã phát hiện và ngăn chặn kịp thời 2 vụ chuyển tiền cho một số đối tượng chúng tôi cho rằng là có dấu hiệu của lừa đảo. Đại diện Công an tỉnh Ninh Thuận cho biết, từ đầu năm 2021 đến nay, Công an tỉnh đã phát hiện và điều tra 5 vụ liên quan đến các loại tội phạm này. Trong đó đã khởi tố 3 vụ, đưa vào giải quyết tin báo 2 vụ, với tổng số tiền thiệt hại trên 2 tỷ đồng. Không giao dịch và thực hiện theo yêu cầu của các số điện thoại có đầu số lạ như 252,
247, 232, 373, v.v. Không cung cấp thông tin cá nhân cho bất kỳ cá nhân tổ chức nào khi chưa xác định được họ là ai và sử dụng thông tin cá nhân của mình vào mục đích gì. Không mua bán, cho mượn giấy chứng minh nhân dân, thông tin tài khoản và thẻ tín dụng ngân hàng. Không chuyển nộp tiền vào bất kỳ tài khoản cá nhân tổ chức nào khi chưa biết họ là ai. Khi tham gia mạng xã hội, không click vào các đường link với những yêu cầu của đối tượng vào để chia sẻ. Ngoài các hình thức lừa đảo trên, hiện nay các đối tượng còn thực hiện thủ đoạn giả mạo người của Bộ Công an, người Việt Nam ở nước ngoài mua hàng trên mạng xã hội, giả mạo thư điện tử để lừa đảo. Do vậy, người dân cần nâng cao cảnh giác khi nhận được những tin nhắn hay cuộc gọi đáng ngờ, chỉ giao tiền tài sản cho những người thật sự quen biết. Khi có những dấu hiệu nghi ngờ, cần báo ngay cho lực lượng chức năng, tránh hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra. Phần cuối của bản tin thời sự tối nay. Khi người lao động nắm rõ được quy tắc an toàn lao động của môi trường làm việc sẽ giúp đảm bảo an toàn thân thể bản thân, đồng nghĩa với việc đảm bảo hiệu quả lao động và lợi ích của doanh nghiệp. Thưa quý vị và các bạn, nguồn nhân lực là yếu tố quan trọng trong quá trình sản xuất ở bất kỳ lĩnh vực nào. Vì vậy, chăm lo quyền lợi, đảm bảo lợi ích và an toàn lao động luôn là vấn đề được các đơn vị quan tâm. Đây được xem là yếu tố then chốt quyết định hiệu quả, năng suất lao động và chất lượng nguồn nhân lực của các cơ quan doanh nghiệp sản xuất kinh doanh. Anh Khoa Duy Hải đã gắn bó với việc lấy máy múc nhiều năm qua, là công nhân sản xuất trực tiếp tại công trường trong môi trường nắng nóng. Hơn ai hết, anh luôn ý thức bảo vệ mình nhằm đảm bảo an toàn sức khỏe trong quá trình làm việc. Bên cạnh đó, công ty cũng luôn trang bị đầy đủ các dụng cụ bảo hộ lao động, cũng như thực hiện các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và chế độ phúc lợi xã hội khác để người lao động yên tâm công tác. Có bảo hiểm y tế, công việc ổn định, bảo hiểm lao động rồi có đầy đủ hết, không thiếu cái gì. Nói chung bây giờ làm ở đây thì công ty cũng hỗ trợ đầy đủ rồi, giờ giấc cũng ổn định cho công việc, nên cũng thấy là được. Là một đơn vị khai thác đá có sản lượng 100.000 tấn mỗi năm với 27 công nhân làm việc, mỏ đá Tín Thái, huyện Đức Trọng luôn đặt vấn đề an toàn lao động lên hàng đầu. Việc kiểm soát thực hiện các quy định về an toàn lao động, sử dụng các thiết bị bảo hộ lao động tại công trường luôn được chủ sử dụng lao động tiến hành chặt chẽ. Vì vậy, việc tuân thủ các nguyên tắc an toàn lao động không chỉ là quy định của công ty mà đã ăn sâu vào ý thức của mỗi người lao động. Làm việc ở đây cũng được hơn một năm rồi. Môi trường ở đây thì làm việc thì cũng tốt, chế độ tiền lương với cả thưởng và bảo hiểm xã hội ở đây thì công ty đóng đầy đủ. Về chế độ an toàn lao động thì công ty cũng rất lo lắng cho anh em, năm nào cũng phát đồ bảo hiểm bảo hộ lao động. Doanh nghiệp là thực hiện cái việc khai thác đất cát đá trên địa bàn để phục vụ cho mục đích xây dựng. Thì từ đó thì qua cái quá trình theo dõi thì đánh giá rằng là một số doanh nghiệp trên địa bàn cũng đã chấp hành nghiêm cái quy định trong cái việc là giải quyết cái vấn đề việc làm cho người dân, rồi là các cái chế độ bảo hiểm lao động cho cái người lao động. Bên cạnh đó thì cái vấn đề môi trường chúng tôi đặt ra là phải hết sức đảm bảo để làm sao là việc khai thác không bị tác động lớn đến cái môi trường tự nhiên, làm suy thoái cái dòng chảy hoặc là làm những cái vấn đề tác động khác nó có liên quan đến cái hoạt động đời sống của người dân ở địa phương. Trong quá trình làm việc luôn có những tai nạn rủi ro tiềm ẩn. Khi người lao động nắm rõ được quy tắc an toàn lao động của môi trường làm việc sẽ giúp bảo toàn thân thể bản thân, đồng nghĩa với việc đảm bảo hiệu quả lao động và lợi ích của doanh nghiệp. Vì vậy, các cơ quan đơn vị muốn phát triển bền vững, điều tiên quyết là cần quan tâm đảm bảo an toàn tuyệt đối trong lao động, cũng như đảm bảo các lợi ích chính đáng của nguồn nhân lực, cả vật chất, tinh thần, để các chế độ đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, bố trí việc làm phù hợp với trình độ, năng lực, sở trường của mỗi cá nhân. Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.